thành quý khán giả, sẽ không có gì ngạc nhiên khi các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ dành cho người mẹ nhiều tình cảm như vậy. Bởi những cuộc trò chuyện của dân tộc cao quý này đã lấy đi của người mẹ tất cả, và dẫu chiến tranh đã lùi xa, vết thương trên thịt da đã hành theo năm tháng, nhưng biết buồn lòng mẹ vẫn còn lạc hoang. Mà bố hát người mẹ của tôi, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hồng do anh Tuấn Quỳ Hòa cùng công bố thể hiện, sẽ quá thay triệu triệu người con đất Việt niềm thương cảm lớn lao, cùng lòng biết ơn vô hạn những người mẹ đã hy sinh cứu con cho tổ quốc mình. Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe.